Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Hai người này bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Thông tin từ báo Dân trí, liên quan tới vụ án, bị can Ngô Trương Ngọc Bích, cựu trưởng phòng vật tư Bệnh viện thành phố Thủ Đức và 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm, 51 tuổi và bị can Quân bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu, hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị hơn 346,2 tỷ đồng. Để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu nêu trên, bị can Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi, người làm thuê cho vợ chồng Quân, thành lập, sử dụng các công ty sân sau. Khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào Bệnh viện thành phố Thủ Đức, ông Quân chỉ đạo cho bị can Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá trị thường. Người này đã sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ tham gia đấu thầu, Lợi cố tình làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn 2 bộ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu. Tại Bệnh viện Thủ Đức, Quân thành lập tổ mua sắm, các tổ thực hiện hoạt động đấu thầu như tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu do các bị can là nhân viên bệnh viện phụ trách. Thực chất, các tổ đấu thầu này không hoạt động theo quyết định được phân công, chỉ ký hoàn thiện, hợp thức hồ sơ. Cáo trạng cũng xác định bị can Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chức chấm thầu, ký hợp thức hóa hồ sơ thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27 trên 28 gói thầu tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng, số tiền ông Quân chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền đã chiếm đóng, Quân đã chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và bị can Diễm, vợ Quân hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất. Thông tin từ Vietnamnet, trong quá trình điều tra vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã xác định được ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã liên hệ và đưa tiền cho ông Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và luật sư Bùi Thị Hồng Giang để nhờ chạy án vì chột dạ với những hành vi sai phạm của mình. Cuối năm 2021, thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm của mình, nên ông Quân đã đòi lại tiền chạy án. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Lúc này ông Quân đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền chạy án của những người liên quan. Theo cáo buộc, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2021, ông Quân đã nhiều lần đưa tiền cho ông Bùi Trung Kiên và hai người khác hơn 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 59 tỷ đồng, với mục đích thông qua những người này đưa hối lộ cho người có thẩm quyền để giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, sau khi đó, ông Bùi Trung Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Quân số tiền 1,05 triệu đô la Mỹ, tương đương 23,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử những người cầm tiền để chạy án cho ông Quân, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Quân cho rằng, trong vụ án này, cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức được xác định là người bị hại. Vì vậy, việc đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu số tiền 1,05 triệu đô la Mỹ là không xác đáng. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong vụ án này, ông Quân không bị xem xét được đưa hối lộ, nhưng bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ xung công quỹ nhà nước là đúng quy định của pháp luật. Việc không xem xét ông Quân tội đưa hối lộ đã là chính sách khoan hồng của pháp luật rồi. Về số tiền ông Quân dùng để chạy án,
hội đồng xét xử đưa ra phán quyết tịch thu xung công quỹ. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra làm rõ hành vi vi phạm của cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, cơ quan chức năng cũng đã kê biên các tài sản liên quan đến ông Nguyễn Minh Quân, gồm căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpearl Goldland Resort and Villa ở Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa, căn biệt thự song lập tại dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn, Ba Son, Vinhome Golden River ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra đến nay xác định nguồn tiền mua hai căn biệt thự trên là của công ty Nguyễn Tâm, Ngọc Đào và Trung Dũng, các công ty của ông Nguyễn Minh Quân trúng các gói thầu trang thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố Thủ Đức liên quan trong vụ án. Cơ quan điều tra còn kê biên hai căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mà vợ chồng ông Nguyễn Minh Quân đứng tên, kê biên thửa đất có diện tích 11.523,1 m² tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do vợ ông Quân đứng tên. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, 7 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội danh nêu trên, gồm Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, Trần Hậu Nghĩa, giám đốc công ty thiết bị y tế Hải Đăng và 5 người của bệnh viện thành phố Thủ Đức là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh đều là phó giám đốc, Ngô Trương Ngọc Bích, trưởng phòng vật tư, Đặng Thị Hiên, kế toán trưởng, Nguyễn Huy Việt, nhân viên phòng vật tư. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, kiêm chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ bệnh viện, tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu, tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ mời thầu năm 2016, là người ký quyết định thành lập tổ soạn thảo, tổ mở thầu, tổ chuyên gia xét thầu, tổ thẩm định thầu với các thành viên là hai phó giám đốc, trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế, trưởng phòng tài chính kế toán và các nhân viên bệnh viện khác khi họ không đủ điều kiện. Tuy không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty, nhưng về bản chất ông Quân mới là chủ thật và là người điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia thầu, gồm Nguyễn Tâm, Ngọc Đạo, Trung Dung và Thanh Vương Sài Gòn. Bị can Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm và những người đứng tên giám đốc các công ty còn lại thực chất chỉ là người làm thuê cho ông Nguyễn Minh Quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Quân. Qua đó, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi sử dụng pháp nhân của các công ty trong nhóm để tham gia đấu thầu đối với 27 gói thầu từ năm 2016 đến năm 2019 với các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Cùng với đó, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức dùng ảnh hưởng cá nhân để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu, ký hợp thức hồ sơ thầu để công ty Nguyễn Tâm và các công ty khác do Nguyễn Văn Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu. Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Minh Quân phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả thiệt hại của 27 gói thầu với số tiền 81 tỷ đồng. Ngoài tình tiết lợi dụng chức vụ quyền hạn, cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị can Nguyễn Minh Quân còn phạm tội với động cơ vụ lợi. Kết quả điều tra xác định, đối với khoản lợi nhuận từ việc trúng 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế vào Bệnh viện thành phố Thủ Đức, số tiền này sau khi trừ đi chi phí trả lương cho nhân viên, chi phí phục vụ hoạt động của nhóm các công ty thì đều chuyển về cho ông Nguyễn Minh Quân và vợ là Nguyễn Trần Ngọc Diễm. Tổng số tiền hưởng lợi của vợ chồng Nguyễn Minh Quân đối với 27 gói thầu là 103,6 tỷ đồng, được xác định là tiền thu lợi bất chính cần phải thu hồi. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Báo Thanh tra cho biết, tại phiên họp ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc xử lý khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, dứt điểm giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với hai trường hợp Ủy viên Trung ương là Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng trong vụ án Việt Á gần đây đã thể hiện nhất quán quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Tại buổi thông báo về kết quả phiên họp thứ 22, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cũng trả lời báo chí liên quan đến vụ án này. Theo ông Nguyễn Văn Yên,
vụ Việt Á có tính rất điển hình về tham nhũng, tiêu cực, có hệ thống, tổ chức. Phân tích rõ, theo ông Yên, vụ Việt Á là điển hình về quy mô, xảy ra từ cơ quan bộ, ngành trung ương có liên quan cho tới các địa phương mà không dừng lại ở cấp tỉnh, thành phố mà đến tận các cấp cơ sở. Theo ông Yên, trong bối cảnh dịch bệnh, sự đóng góp của cán bộ y tế là vô bờ bến, nhưng trong đó đã xảy ra tham nhũng, tiêu cực chưa từng thấy. Hiện nay, các cơ quan điều tra trong toàn quốc đã tiến hành điều tra đồng thời, quyết liệt, ráo riết. Ngoài việc tập trung điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an, thì cơ quan điều tra trong Bộ Quốc phòng cũng rất khẩn trương, quyết liệt điều tra, trong đó có cả người chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến hậu quả hàng loạt sai phạm xảy ra tại địa phương. Ông Yên thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra mảng chính là từ công ty Việt Á dẫn đến sản phẩm của công ty Việt Á đến các địa phương. Cũng trong phiên họp ngày 17 tháng 8, ông Yên cho biết thành viên Ban chỉ đạo Trung ương đều thống nhất sẽ ban hành cơ chế xử lý nghiêm khắc nhưng đầy nhân văn, như Tổng Bí thư nói là chí tình, chí nghĩa, như xử lý đội ngũ y bác sĩ không may liên quan đến sai phạm này. Trong đó, tinh thần là sẽ xử nghiêm minh nhưng phân hóa các đối tượng theo từng hành vi, hoàn cảnh vi phạm để xử lý cho phù hợp. Một thời gian sau khi vụ Việt Á bị phanh phui, để xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có thống nhất đưa vụ án vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và yêu cầu quyết liệt điều tra, mở rộng vụ án. Phát biểu về vụ án Việt Á tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại việc xử lý kỷ luật hai ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tổng Bí thư cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được tiến hành kiên trì, nhân văn, có lý có tình, làm bài bản, hết sức thuyết phục. Theo Tổng Bí thư, hai cán bộ này đều là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vừa qua đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Ngay sau khi hai ông này bị xử lý về đảng, hành chính đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Tổng Bí thư nêu rõ, mặc dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp, nhưng chúng ta vẫn kiên quyết xử lý. Cả hai anh lúc đầu chưa nhận thức hết đâu, nhưng cuối cùng đều nhận thức hứa hẹn sẽ sửa chữa thế này thế khác. Về đề án Việt Á, theo thông tin tổng hợp từ báo Người Lao Động, công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, tổ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Bước đầu, Phan Quốc Việt và các lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á đã khai nhận quá trình kinh doanh, tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty này, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19. Sản phẩm kit test thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh thành sử dụng. Sau đó, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, công ty liên doanh, công ty con, lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho công ty theo giá do công ty đưa ra, cao hơn nhiều lần so với giá thành sản xuất. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất chi cho các cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng. Phan Quốc Việt và các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định, giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo, bệnh viện, CDC các tỉnh, thành trong quá trình cung cấp sản phẩm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.